Trung Nguyên Legend vừa chính thức giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm cà phê viên nén capsule với 3 hương vị. Roman mang phong cách cà phê Ý, Ottoman mang phong cách cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và Thiền mang phong cách cà phê Việt Nam. Điều nổi bật của dòng sản phẩm viên nén là sử dụng vỏ bằng chất liệu hữu cơ, thân thiện với môi trường, có thể phân hủy nhanh chóng trong đất, khác với các sản phẩm cùng loại sử dụng bao bì nhựa và nhôm, rất khó phân hủy trong tự nhiên. Đây là sản phẩm cà phê viên nén đầu tiên được sản xuất trong nước với quy trình khép kín tự động từ đầu vào đến thành phẩm. Trong năm tới, sản phẩm viên nén của Trung Nguyên sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều hương vị mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, với thị trường sản phẩm này lên đến 15 triệu đô la Mỹ.